Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều địa phương ở Bình Định bị gió giật mạnh, có mưa to và rất to khiến nhiều cây cỏ trên các tuyến đường bật gốc. Đặc biệt tại thành phố Quy Nhơn, gió giật mạnh khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh những hình ảnh cây bật gốc, cột điện đổ rạc, nhà dân bị tốc mái do bão số 5 gây ra được dân mạng chia sẻ lên mạng buôn bản hội thì hình ảnh một rạc cưới bị gió cuột tan hoang lại khiến mọi người xem xét hơn cả. Kèm theo đó là dòng chia sẻ đám cưới ngày mưa bão. Sao một đêm là như thế này? Năm nào cứ đến mùa này đều là như thế. Hết lũ lụt là bão ùn tới. Thương cho mấy cô dâu của tôi. Thương cho dân miền Trung. Giờ mới thấy dân quê tôi khổ như vậy. Nói chứ đám cưới mà như thế này là kỷ niệm khó quên luôn. Hiện tại trời vẫn đang mưa và mất điện. Thầy phán ngày tốt không bằng trời phán đâu. Rạc cưới tan hoang chỉ sau một đêm bão quét qua. Nền đất bị xới lên, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi. Trong ảnh, rạc cưới đổ trượt trơ khung, bàn ghế cùng các vật trang trí cũng nằm ngổn ngang dưới nền đất. Bầu trời vẫn một màu xám xịt và kế tiếp đổ mưa. Ngay sát giờ đóng dâu mà trời vẫn mưa lớn nên mọi người đã gấp rút ra dọn dẹp, dỡ hết để dựng lại từ đầu để kịp giờ lành. Theo như tìm hiểu, những hình ảnh trên được đánh dấu tại đám cưới ở Hoài Nhơn, Bình Định. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Nguyễn Tho người chia sẻ những hình ảnh trên cho biết, hiện tại mọi người đang nỗ lực rất nhiều để dựng lại rạp, xếp lại bàn ghế, trang trí hội trường cưới để kịp giờ đóng dâu. Mưa hiện tại vẫn rất lớn và nhà trai sắp vào nên chúng mình cũng đang tất bận chuẩn bị. Dẫu mưa bão nhưng cô dâu cũng đang được mọi người hỗ trợ trang điểm để kịp giờ lành đóng dâu. Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người. Thế nên, việc đám cưới bắt gặp phải sự cố do ảnh hưởng của mưa bão như thế này là điều không ai mong muốn. Nhìn hình ảnh rạc cưới đổ ngã nghiêng sau một đêm mưa bão mà nhiều người cảm thấy yêu quý thay cho cô dâu, chú rể. Đồng thời, nhiều người cũng hài hước cho rằng dù điều khiếu nại thời tiết không tiện lợi nhưng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới.